Và khi mà mình trở ra cái là mình nói với ekip mình luôn: mọi người ơi, team mình ơi, làm sao để mà sắp xếp để mà giúp chị càng nhanh càng tốt. Đây là nhà mình đây ạ. Dạ không, em ở trọ bên kia. Mà đang sửa nhà. Nhà trọ ở bên đây. Bà chủ có cho qua đây ở đỡ. Đỡ, nhà trọ của mình ở bên kia, ở nhà trọ. Dạ, hôm nay cũng chung chủ này luôn. Cũng chung chủ. Ngày hôm nay chị đi làm không? Dạ, em phụ thằng em bán ở trên kia kìa. Mà nghe sơ nói rồi em về đây mà xét rồi. Dạ, là mình bán cái gì ạ? Mình dạ, bán phụ. Nó bán nước á chị. Phụ bán nước là coi quán cho nó thôi. À, đây bé này hôm nọ là chị gặp đúng không? Bé tên là gì nhỉ? Bé Dương Bảo Thiên Kim. Dương Bảo Thiên Kim à? Thế là bình thường là cũng giúp mẹ bán hàng nước đúng không? Dạ đúng rồi, em bán ở trước cửa trường của bé luôn mà bán rồi vắng quá rồi em bán không được cho nên em nghỉ. Em bán vừa tắt. Rồi bây giờ là nghỉ luôn. Dạ đúng rồi, bán không có đủ vốn. Rồi, cái xe rửa tắc đấy mình không đi ra chỗ khác mình bán được ạ? À? Dạ em có cái thùng không mà em không có xe. Với con bé này, bé này em của em, mẹ em dạ. Bà trốn nợ mới đi rồi. Giờ một bên em phải giữ. Là bây giờ chị giữ cả ba đứa luôn. Đây là cháu chị ạ? À? Em ruột của em. Em ruột của bé chị Úc. Dạ. Bây giờ là tình trạng sức khỏe chị ra sao? Là chị có khối dạ, u trong này? Em cũng bị bệnh đó. Rồi bị giãn tĩnh mạch. Nói chung là bị nhiều lắm. Một tháng là mình kiếm được khoảng bao nhiêu ạ? Một tháng thu nhập là khoảng bao nhiêu? Em ai kêu sao làm đó. Kêu sao làm đó? Nói chung mình nhiều khi ở đây dạ. Người ta kêu đi dọn nhà. À. Phụ rồi người ta có dư gì người ta cho đó. Ngày cũng được 250. Rồi cũng có khi không có làm ở nhà vậy đó. À dạ. Không có làm mà không bán gì được. Cũng thiếu 7-8 tháng tiền nhà. Bà chủ đây bán thêm cho nên bà không có cấm đâu. Cả ngày cũng được 250 thì chi phí cho mấy đứa bé nó ăn. Gạo thì ở đây từ thiện người ta cho. Gạo là từ thiện người ta cho. Dạ bố của mấy đứa trẻ đâu ạ? Anh nhà đâu ạ? Dạ tại vì hồi đó là đi chia tay á. Thôi rồi giờ cũng không biết là chồng đúng không. Một mình chị nuôi bây giờ hai em xong thêm một em nữa là ba em vất vả. Tại vì thiếu thốn. Mấy đứa này nó còn nhỏ là em chồng em ẩm nó đi nuôi nó tới rồi. Mấy con có giúp mẹ làm việc không? Mấy con giúp mẹ làm gì? Thì nó phụ bà chủ á. Dạ. Nó phụ bà chủ mãi á, một tháng không được 300 ngàn. Phụ bà chủ ở đây luôn ạ, dạ, cho thuê nhà đúng không? Dạ đúng rồi. À, ngoan quá nhở Thiên Kim. Con giúp gì cho mẹ? Dạ con mẹ, con thích đi chung với mẹ. À con thích đi chung với mẹ à? Nếu mà có một ước mơ thì ước mơ gì? Con lo cho con nhỏ nó đi học. Tại vì em không thử. Bây giờ chị ước mơ là cho các con đi học, ăn uống đầy đủ đúng không? Ừ. Nếu mà có một điều ước các con ước gì? Ước cho mẹ hết bệnh. Ước cho mẹ hết bệnh hả? Bây giờ chị đau không vậy? Đau. Như trời mưa, thấy mưa này nè. Ừ. Con bị nhức đầu, nhức nửa cái ót nè. Khối u mà bây giờ cũng chưa khám được, chị còn bị giãn tay chân, giãn tinh mạch tay chân nó bị sưng hết phù hết. Trước em có xin vô công ty làm ở trong khu công nghiệp này cũng vô được mà có cái đứng nguyên ngày là không có đứng được. Tại vì thấy ổng hồi đó chia tay chồng thì nó cũng không, nói chung là hồi đó em cũng không phải là con gái nữa, em thích con gái không mà. À anh thương một hai em đó, ông ngoại em ép em lấy chồng. À ông ngoại em chị lấy chồng. Rồi em lấy chồng em nó không được cho nên mới thôi. À em hiểu rồi. Không, nhưng mà có hai đứa nhỏ này bây giờ cũng là niềm hạnh phúc mà. Những cái câu chuyện đấy nó vẫn diễn ra hàng ngày đó. Rất là thương chị. Bây giờ là chị đang nợ tiền là bao nhiêu mấy tháng? Bao nhiêu tiền cũ á là nó thiếu 7.8 triệu. Tiền cái tháng năm này nó thiếu 2 triệu mấy, 2.3 triệu hay nhiêu đó. Thôi nhưng nó không có tiền đóng luôn á cô. Không có tiền, không có khả năng tiền. Không có khả năng đóng. Mà tôi cứ la nó hoài. Mà chưa Dũng, là gia đình cô cũng có ăn lắm. Cô hồi tuổi thơ y như nó vậy đó. Ừ. Đó cô thương lắm, thương cháu luôn. Rồi con nhỏ này mấy bữa nay về đây ở thì cô chính không có lo cơm nước cho nó ăn nữa. Cái giọt nước mắt của chị là kiểu chị rất là mạnh mẽ và chị cố để không khóc. Nhưng mà đến cuối cùng chị vẫn phải khóc vì chị bất lực quá. Thì mình nhìn thấy vậy là mình thương quá.
mong muốn làm công việc gì nè? Để em nghe nguyện vọng để em giúp đỡ ha. Em thích buôn bán. Chị thích buôn bán được đúng không? Và khi mà mình trở ra cái là mình nói với ekip mình luôn. Mọi người ơi, team mình ơi, làm sao để mà sắp xếp để mà giúp chị càng nhanh càng tốt. Chứ nếu không là chị sẽ không có việc làm mà cũng không có tiền để mà chăm mấy đứa nhỏ cũng như là bản thân chị luôn.